cho cái ghế đi, nói cho ông đi. Lẩu mất gì vậy? Vậy là qua Tết đi vô lại. Nhà dọn xong hết chưa? Vui lòng thao tác lại. Hay chưa nhận? Vậy? Đem qua bỏ tiền đây. Đem qua bỏ tiền đây. Hay để vậy luôn khỏi gói. Cái ghế này nè, bánh kìa, cái ghế làm chúng bánh để dưới đây chúng vậy. Để đâu vậy? Để trên trên cao.
Loại kia của bà Chiến Phương giờ đi không? Qua Tết đi. Có cây cầu của chợ Đá. Lâu chưa nó dính quá dính. Mà nó mỏng đi chứ, mỏng lấy luôn. Trước Tết không biết nó mua nhiều không hả chị? Đây là giao thừa. Một bữa giao thừa. Bó tay luôn muốn chết gì gì quên. Tết ta.